Khai sinh Golden Lab từ kim chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Khai xin được chào quý vị đang cùng đến với chương trình Bác sĩ 247 được phát sóng vào mỗi sáng thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, trong đường ruột của chúng ta tồn tại những cái loại vi khuẩn. Ngoài những vi khuẩn có hại thì bên cạnh đó cũng có những vi khuẩn rất là có lợi cho hệ tiêu hóa của chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tiêu hóa tốt thức ăn và tạo ra một hệ sinh thái cân bằng đường ruột để chúng ta cũng có thể ngăn chặn được những cái loại vi khuẩn có hại tấn công vào bên trong cái đường ruột của mình. Khi sự cân bằng của giữa vi khuẩn có lợi và có hại mất đi thì nó sẽ dẫn đến những vấn đề ví dụ như là chúng ta rối loạn về tiêu hóa, chúng ta sẽ bị tiêu chảy, táo bón, vân vân, rất là nhiều cái triệu chứng như thế. Và lúc này đây thì chúng ta sẽ phải bổ sung cái men vi sinh để giúp cân bằng lại cái môi trường này bên trong. Thì hôm nay câu chuyện của chúng ta đó chính là cách chọn men vi sinh tốt để khắc phục nhanh rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng. Và chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay sau đây, đó là bác sĩ Lưu Phương đến từ bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Xin kính chào bác sĩ. Mến chào Nguyễn Khang. Mến chào quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ 247. Và thưa quý vị, trước khi đến với những câu hỏi mà quý vị đã gửi cho chúng tôi thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip sau đây. Tiêu hóa là quá trình biến thức ăn thành những chất có thể hấp thu qua thành ống tiêu hóa để vào máu. Quá trình tiêu hóa bắt đầu từ miệng cho đến ruột già. Bất kỳ nguyên nhân nào làm thay đổi, cản trở, đảo lộn quá trình tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa đều được gọi là rối loạn tiêu hóa. Đây không phải là một bệnh lý mà là hậu quả của một số nguyên nhân nhất định. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài và không được chữa trị đúng cách thì người bệnh rất có thể sẽ mắc phải các chứng bệnh liên quan đến tiêu hóa, trong đó điển hình là viêm đại tràng hay nặng hơn là ung thư đường ruột. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến rối loạn tiêu hóa là mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Các vi khuẩn đường ruột có tác dụng điều hòa quá trình tiêu hóa, lên men trong đường ruột. Khi có sự mất cân bằng hệ vi sinh vật này sẽ dẫn đến sự rối loạn quá trình chuyển hóa thức ăn, từ đó gây nên rối loạn tiêu hóa. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến bệnh nhân mệt mỏi, suy nhược. Tôi tên là Kiều Ngân, năm nay tôi 32 tuổi. Từ nhỏ thì tôi đã bị bệnh về tiêu hóa nên hay bị rối loạn tiêu hóa thường xuyên, nhất là khi tôi ăn đồ lạ, đồ cay hay là đồ nhiều đạm thì tôi sẽ bị đau bụng và đi ngoài liên tục. Đôi khi là tôi sẽ bị táo bón cả tuần dù tôi ăn uống bình thường. Điều này dẫn đến là cơ thể của tôi thường xuyên bị mệt mỏi, ăn uống không có ngon miệng, dẫn đến là tôi bị thiếu cân, hay ốm yếu, hay đau vặt, ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và công việc của tôi. Thật ra thì tôi cũng đã sử dụng và tìm khá nhiều những sản phẩm để hỗ trợ và tiêu hóa nhưng mà không có kết quả tốt. Rối loạn tiêu hóa thường biểu hiện dưới nhiều triệu chứng khác nhau và dưới đây là các triệu chứng thường gặp. Chướng bụng, luôn cảm thấy bụng căng, khó chịu, đặc biệt là sau khi ăn xong. Thức ăn không được tiêu hóa hết, ứ động trong ống tiêu hóa gây nên tình trạng này. Buồn nôn, nôn mửa. Các nguyên nhân gây kích thích đường tiêu hóa sẽ khiến bệnh nhân có cảm giác buồn nôn, nôn mửa. Đau bụng âm ỉ. Cơn đau có thể xảy ra ở vùng bụng trên, vùng dạ dày, vùng bụng dưới. Đại tiện bất thường. Các dấu hiệu bao gồm tiêu chảy, táo bón, đại tiện nhiều lần trong ngày, vân vân. Tất cả là do sự rối loạn chức năng đào thải của hệ tiêu hóa. Lúc này, việc bổ sung men vi sinh là vô cùng cần thiết bởi men vi sinh không chỉ cải thiện hiệu quả các tình trạng trên mà còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, khắc phục được chứng rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ cho mọi người biết là men vi sinh là gì và nó đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với hệ tiêu hóa không ạ? Men vi sinh tức nó là những cái con vi trùng, nó chính xác là những con vi trùng tốt sống trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta, trong đường ruột của chúng ta. Người bình thường, tất cả tôi, Nguyên Khang, tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình, trong ruột của chúng ta, đường tiêu hóa chúng ta, nó có hàng gọi là hàng tỷ tỷ con vi trùng đang chung sống với chúng ta mỗi ngày. Nó là một cái vũ trụ thu nhỏ trong cái đường ruột của chúng ta. Và đa số là những người tốt. Cái vũ trụ đó toàn là người tốt mà. Thì men vi sinh là những con vi khuẩn tốt, nó sống trong đó. Để chi nó tạo một cái môi trường giống như một cái, tôi nói như một cái vũ trụ bên trong đó. Thì môi trường đó, những con vi khuẩn đường ruột tốt, nó làm cái chuyện gì? Nó chống những con vi khuẩn gây bệnh xâm nhập cơ thể chúng ta thông qua đường tiêu hóa. Con vi khuẩn nó có thể gây bệnh trên đường tiêu hóa hoặc thông qua đường tiêu hóa để xâm nhập sâu hơn nữa. Thì đã bị chặn lại rồi, không có gây bệnh được. Cái thứ hai là những cái men vi sinh này kích thích cơ thể chúng ta có cái miễn dịch. Tức là nó là giúp
là những cái tế bào bạch cầu cơ thể chúng ta nó tiết ra những cái chất là để mà giống như một cái kháng thể tại chỗ để mà coi như là huấn luyện cái hệ miễn dịch chúng ta vững mạnh hơn. Kế đến nữa là nó sẽ kích thích hệ tiêu hóa, điều hòa hệ tiêu hóa, tiết ra dịch tiêu hóa, dịch ruột vừa phải, vừa chống táo bón mà vừa chống tiêu chảy, cái hay gì đó, ăn thấy ngon miệng và tiêu hóa dễ. Ngoài ra người ta còn thấy một cái tác dụng tốt này nữa là mới nữa, tức là cái men vi sinh, những con vi khuẩn tốt này đó, nó sẽ hóa giải, trung hòa những cái gọi là những cái gốc tự do, những cái axit béo mà dở dang ở trong đường tiêu hóa. Phần nào đó về lâu dài nó ngăn ngừa những cái viêm đại tràng và ngăn ngừa những cái khối u đại tràng. Thưa bác sĩ, như vậy thì lý do vì sao là cái men vi sinh nó lại tốt cho viêm đại tràng hay là rối loạn tiêu hóa? Tại sao nó tốt cho những người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa? Bởi vì những người thường xuyên mà ăn ngộ độc thức ăn, ăn hỏng tiêu rồi ăn ói rồi đau bụng tiêu chảy hoặc tiêu chảy kéo dài, những người đó là người ta thấy là suy giảm cái hệ vi sinh đường ruột, làm mất đi những cái con vi khuẩn tốt. Và cái men vi sinh là nó sẽ cung cấp trở lại con vi khuẩn tốt để mà những cái con vi khuẩn xấu nó sẽ bớt đi. Nó bớt đi mà những con vi khuẩn xấu thì thường nó hay phát triển cái hệ tiêu hóa đầu tiên. Thì nó bớt đi thì những cái rối loạn tiêu hóa, những cái viêm đại tràng cứ vậy nó lòng vòng hoài. Thì cái men vi sinh là những cái vi khuẩn tốt. Mình vô mình cắt cái dòng lẫn quẩn đó thì là nó trở thành tốt cho, đặc biệt cho những người là bị rối loạn tiêu hóa thường xuyên, viêm đại tràng mạng tái đi tái lại. Thưa bác sĩ, như vậy thì rõ ràng là cái men vi sinh là một cái giải pháp rất là hiệu quả đối với những cái người mà bị rối loạn tiêu hóa kéo dài và có thể giải quyết được vấn đề viêm đại tràng. Nhưng mà hiện nay thì ở trên thị trường thì có nhiều cái loại men vi sinh khác nhau, cũng như là cái sự lựa chọn của khách hàng thì họ cũng rất là phân vân, không biết làm thế nào để có thể lựa chọn một cái loại mà nó vừa hiệu quả mà nó vừa an toàn đối với người sử dụng, thì xin bác sĩ tư vấn ạ. Cái men vi sinh á phải đạt được 4 yêu cầu. Ngày xưa là chỉ biết men vi sinh thôi, bây giờ người ta nghiên cứu sâu hơn là men vi sinh chúng ta đưa vô chúng ta phải nuôi ăn nó luôn. Tức là vừa có cái gọi là probiotic, có luôn prebiotic, cung cấp luôn thức ăn cho vi sinh vật để cho nó phát triển tốt. Và quan trọng là công nghệ mới là công nghệ lab to pro, coi như đi đến nơi về đến chốn, tức là đầy đủ vi khuẩn phóng thích ở đúng nơi ruột và phải được sản xuất là bởi những công ty có uy tín và nhà phân phối uy tín và được Bộ Y tế chứng nhận. Và còn một cái yếu tố nữa là làm sao sản xuất ra cái men vi sinh đó là phải sản xuất từ là lấy từ tự nhiên, từ cái kim chi Hàn Quốc đấy. Vâng, thưa bác sĩ vừa nhắc đến là cái men vi sinh Golden Lab được sản xuất theo cái công nghệ đó là Lab to Pro, thì bác sĩ có thể cho mọi người biết cụ thể hơn là cái công nghệ này là công nghệ như thế nào và nó khác biệt gì so với cái việc mà sử dụng cái men vi sinh trước đây ? Ngày xưa là cái men vi sinh đến được đích đến là ở ruột, còn có 5-10%, giỏi lắm 20%, thế là quân số hao hụt quá nhiều. Cái bắt đầu qua thế hệ 2 phát triển lên chút là dạng viên nén, đỡ được chút, tỷ lệ hao hụt 70-60% là cũng 2/3 hao hụt. Thế hệ thứ ba là chơi dạng vi nang thì tỷ lệ hao hụt cũng lên, cũng còn 40-50%. Thì bây giờ thế hệ thứ tư công nghệ đôi, nó gọi là Lab to Pro, tu là hai ấy. Thế thì là nó bao lại, nó có công nghệ bao hai lớp. Lớp thứ nhất là lớp về protein, để chi? Để phóng thích theo độ pH. Nói vậy khó hiểu quá, tức là mục đích của mình muốn là anh đi tới nơi đó anh mới đổ quân đúng chỗ, thì là nó đới cái ruột là cái độ đó là pH đúng, là đúng chỗ đó là đổ quân, thì nó đầy đủ, coi như không có hao hụt gì hết, tỷ lệ hao hụt nằm trong giới hạn 5% đổ lại thôi. Cái lớp thứ hai là bao bọc bởi cái polysaccharide. Thì cái lớp này mục đích là để cho không có bị ẩm mốc và không có hư hao cả. Mới ra lò làm sao cho tới tận ngày hết đáp là coi như không có hề suy chuyển một chút nào, dù 1-2%. Thì đó là cái công nghệ mới. Đấy, thì chúng ta phải chọn
những cái công ty là có quy định đó là phải có men vi sinh, mà phải có thức ăn cho nó, phải được sản xuất là bởi những công ty có uy tín và nhà phân phối uy tín và được Bộ Y tế chứng nhận. Và quan trọng là công nghệ mới. Thưa bác sĩ, như vậy thì bác sĩ có thể tư vấn cho mọi người biết làm thế nào chúng ta có thể sử dụng cái men vi sinh Golden Life được điều chế từ cái kim chi của Hàn Quốc nó hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng không ạ? Thì thứ nhất á, là cái men vi sinh sản xuất từ kim chi Hàn Quốc này nè. Chuyện đầu tiên là nó có thể dùng được cho người lớn và cả trẻ em. Trẻ em trên 1 tuổi là có thể sử dụng được. Mà điểm đặc biệt của cái này á, là cách sử dụng là chúng ta không cần khuấy hòa nước gì cho nó phức tạp. Yeah. Khuấy hòa vẫn được. Chỉ chú ý đừng có khuấy hòa trong nước đóng thôi. Nó hư. Mà chúng ta chỉ cần xé ra. Chúng ta bỏ vô miệng. Trẻ con cũng thích nữa. Yeah. Mà người lớn, người già thì xài rất là đơn giản. Và cái cách sử dụng là sao? Những người thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là người già hoặc là dùng nhiều loại thuốc khác nhau trị cái bệnh khác, mà nhất là kháng sinh, là rất là dễ bị cái bệnh rối loạn tiêu hóa, thì là sử dụng rất là tốt. Thì nếu mà tấn công, nhất là người lớn thì ta có thể tấn công khoảng 2 đến 4 gói trong vòng là 1-2 tháng đầu. Rồi sau đó cái liều thông thường duy trì lâu dài là 2 gói một ngày. Còn đối với trẻ em thì liều 1-2 gói một ngày uống trong vòng 1 đến 2 tháng. Và dùng là phải sử dụng lâu dài. Bởi vì muốn có một cái hệ vi sinh đường ruột tốt thì phải từ từ phải uống lâu dài. Và nhớ ăn uống cũng phải kiêng cữ những cái thức ăn béo gì đó, rồi rượu bia. Đấy, và không có sử dụng những cái loại thuốc bừa bãi, nhất là thuốc kháng sinh, là nó dễ làm rối loạn cái hệ vi sinh đường ruột. Chúng ta không chú ý, cứ lo bổ sung mà ăn uống linh tinh là nó vẫn bị. Vâng, thưa bác sĩ, thì nhiều khán giả cũng rất là quan tâm đến việc tư vấn cái chế độ dinh dưỡng dành cho những người bị rối loạn tiêu hóa, những người bị viêm đại tràng, hay là những người mà muốn cải thiện cái tình trạng men vi sinh bên trong cái hệ tiêu hóa của mình. Thì bác sĩ có thể cho mọi người biết thêm một số cái chế độ dinh dưỡng phù hợp được không ạ? Để mà chế độ dinh dưỡng phù hợp những người bệnh lý về bệnh rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng, thì cái đặc điểm là hệ tiêu hóa hoạt động kém, rối loạn cái những cái loại vi sinh vật, những con vi trùng có lợi và có hại đó. Tức là mình gọi chữ chuyên môn là loạn khuẩn đường ruột. Thế thì mình làm sao để cho hệ tiêu hóa hoạt động vừa phải, nghỉ ngơi được mà tránh loạn khuẩn? Chuyện đầu tiên là tôi luôn luôn nhắc là không tự ý uống thuốc bừa bãi. Yeah. Nhất là những loại kháng sinh, mà cái đó là cái kẻ thù của cái rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng, rối loạn vi sinh đường ruột. Cái thứ hai, ăn uống thì chúng ta chú ý nên ăn thức ăn mềm, hạn chế cái hướng chiên xào nhiều chất béo, thì nó phải huy động toàn lực của nó. Ăn nhiều chất béo thì vẫn cần, nhưng chúng ta không nên ăn quá nhiều, nhất là những người bị viêm đại tràng mãn. Bởi vì khi ăn chất béo nhiều, nó phải huy động toàn lực của hệ tiêu hóa để mà xử lý cái chất béo đó và hấp thu. Chúng ta hạn chế chất béo. Riêng về rau xanh thì chúng ta nên thái nhỏ ra, cắt nhỏ ra. Yeah. Rồi chia nhỏ bữa ăn ra. Còn như tránh xa rượu bia, thuốc lá. Và ăn nhớ vệ sinh, là ăn chín uống sôi rửa sạch, để hạn chế những cái kẻ xấu gọi là thích xâm nhập vô cơ thể chúng ta. Ăn chín uống sôi rửa sạch là giúp những con vi khuẩn không mong muốn nó theo đốm ăn tràn, theo đường tiêu hóa vô để xâm nhập, là cũng tránh được rối loạn tiêu hóa. Và ăn lành mạnh, bên cạnh những thức ăn bình thường có thể ăn thêm sữa chua, rồi có thể bổ sung men vi sinh thường xuyên để mà giúp cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột. Thì nhớ là phải lựa cái sản phẩm mà thỏa những cái tiêu chí để một cái men vi sinh tốt, như tôi đã phân tích ở phần trên. Tư vấn từ chuyên gia, cách phòng ngừa rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng. Các bệnh về đường tiêu hóa rất phổ biến, đặc biệt táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng là những bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó gặp nhiều ở trẻ em và người cao tuổi. Hiểu biết về bệnh, nguyên nhân gây bệnh, chúng ta sẽ chủ động trong việc điều trị và phòng bệnh. Việc bổ sung đầy đủ men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc hàng ngày giúp cho đường tiêu hóa khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh rối loạn tiêu hóa, hỗ trợ điều trị làm giảm các triệu chứng bệnh lý thường gặp ở hệ tiêu hóa như đại tràng, dạ dày. Nên uống đều đặn men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc với liều 1 gói 1 ngày cho trẻ sơ sinh và 2 gói 1 ngày đối với trẻ em và người lớn.
Sau khi được chuyên gia của chương trình tư vấn sử dụng sản phẩm men vi sinh Golden Lab từ Kim Chi Hàn Quốc thì tình trạng rối loạn tiêu hóa của tôi đã cải thiện hẳn. Chỉ sau 2 tuần sử dụng sản phẩm men vi sinh Golden Lab, tôi đã hết đau bụng, tiêu chảy khi ăn đồ lạ. Tôi ăn uống ngon miệng hơn nên đã lên được 2kg, không còn bị bệnh vặt và sức khỏe cũng cải thiện hơn rất nhiều, cho nên công việc và cuộc sống của tôi đã tốt hơn. Tôi sẽ tiếp tục duy trì sử dụng sản phẩm men vi sinh này hàng ngày để giúp cho hệ tiêu hóa của tôi luôn khỏe mạnh. Cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình. Thưa quý vị, rõ ràng là tiêu hóa tốt sẽ giúp cho chúng ta có được một cơ thể khỏe mạnh, và việc mà mất cân bằng về tiêu hóa như thế này thì đôi khi sẽ khiến cho chúng ta rất là lo lắng. Với men vi sinh là một trong những cái phương án giúp cho chúng ta có thể đảm bảo được cái việc phục hồi cái hệ tiêu hóa một cách nhanh chóng. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Golden Lab men vi sinh từ Kim Chi Hàn Quốc của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1800 55 88 89, đây là số điện thoại miễn cước, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại cho số điện thoại 24/7 của chúng tôi, đó là 0896 509 509. Ngoài ra quý vị có thể gửi email đến địa chỉ là songkhoeavong@bacsitivấn.vn hoặc truy cập vào website bacsitivấn.vn. Lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lưu Phương đã đến với chương trình và mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Men vi sinh Golden Lab từ Kim Chi Hàn Quốc, tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.